Trong tập 15 chương trình Đối mặt cảm xúc đã lên sóng với sự xuất hiện của diễn viên Hữu Tiến, đạo diễn Lê Hoàng, MC Quyền Linh. Nhân vật chính của chương trình tuần này là Huỳnh Thị Sang, 38 tuổi, sống tại Sài Gòn. Tại sân khấu, Huỳnh Thị Sang nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện của mình. Nghe xong câu chuyện của khách mời, MC Quyền Linh tỏ ra bức xúc và chỉ trích thẳng mặt. Cô là kẻ bất hiếu, anh nói, hành động khóc của bạn chẳng qua để giải tỏa sự bức xúc trong lòng, chứ không phải vì nghĩ cho mẹ. Bạn luôn muốn giành được phần thắng với mẹ, chứ không bao giờ chịu thua mẹ. Chỉ riêng hành động lái xe chở mẹ về quê đã đủ khiến tôi cảm thấy bạn bất hiếu vô cùng. Tại sao bạn lại để một người già 70 tuổi bỏ về ngay trong đêm như thế? Bạn về nhà có ngủ nổi hay không? MC Quyền Linh vừa dứt lời thì đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng tỏ ý ngược dòng. Anh nói, anh Quyền Linh chẳng hiểu gì cả. Việc bạn Sang không xin lỗi mẹ là điều đúng vô cùng, vì bạn ấy không có lỗi. Chuyện mẹ bạn mua nồi, tôi nghe là đủ biết bị lừa đảo. Các bà ở nông thôn đầy người bị lừa. Trong chuyện này, rõ ràng bạn đúng, mà mẹ bạn nói bạn sai. Bạn cãi mẹ thì bị nói là bất hiếu, mà không cãi lại, tức trong người bạn, vì bạn là người hiểu biết. Ngay cả cách đối xử của mẹ bạn với bạn cũng thế, tôi nghe đau khổ vô cùng. Ai đời lại vứt cho con nhỏ cái điện thoại, rồi để nó xem cái gì cũng được, thật sự khủng khiếp. Mâu thuẫn ở đây là do quan điểm sống của cả hai người quá khác nhau, và cách duy nhất để giải quyết là phải sống riêng. Nói nghiêm túc thì lỗi của mẹ bạn rất cao. Nhận định lạ lùng của đạo diễn Lê Hoàng khiến MC Quyền Linh càng bức xúc hơn. Anh gay gắt nói, nãy giờ tôi kiềm chế và nhìn anh Lê Hoàng lắm rồi, nhưng tôi phải nói, anh Lê Hoàng lúc nào cũng tỏ ra trái chiều với tôi. Tại sao anh lại nghĩ hai thế hệ ngay cạnh nhau lại phải sống xa nhau như thế? Tại sao anh lại muốn tách biệt người già và con cháu khi đáng lẽ họ nên được sống cùng với nhau? Vấn đề ở đây nằm ở hành động, cách giải quyết của con người, chứ không phải tách họ ra xa nhau. Anh Lê Hoàng ạ, anh sai rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin hay nhé.